Chào các bạn đến kênh xem cách 24 giờ. Viral 1/10, cái biến thể mới mang cái đẹp ma mị đến từ Baker Việt. Mang cho mình một cái đẹp đầy quyến rũ, sang trọng. Cái chiếc Viral 1/10 đầu diễn này đến từ Baker Việt đã có màn lột xác ấn tượng bằng việc trang bị cho mình những món đồ chơi kiển từ cái hiệu đình đám nổi tiếng như Rainbow Hardin. Khoác cho mình phong cách lịch lãm với màu đen hiền quý sang chảnh. Nhìn tổng thể ta thấy con chiến mã trở nên cứng ngưng rất nhiều với những món đồ chơi kiển được trang bị trên xe. Chúng ta cùng xem chi tiết bây giờ nhé. Bao tay Spider với những họa tiết bắt mắt, độ bám tay tốt hơn với hai phía tay lái với cặp bình dầu thì của AM được tích hợp rất là tiện ích. Mang mặt nạ phong cách đến từ Indo cùng với cái phát biển số chức Titan. Trang chân quyên thị trở nên nó bật hơn với cái mầm được sơn cây màu đồng. Hệ thống phanh được nâng cấp rất mạnh để gapper kết hợp với Rainbow 4x thông qua cái sự hỗ trợ phát nhôm CC cả từ máy nhuộm đen cực kỳ đẹp. Bánh lế trước trở nên sang trọng hơn với hình ốc roti. Người chủ đã dọn khuôn ốc roti ở khắp mọi nơi trên xe. Phục Hardin hàng hiệu đáp ứng cái sự nhún nhảy hợp lý cho mọi địa hình. Người chủ đã rất mạnh tay khi trang bị cái bộ uống sạp của Ross. Đây là một cái dòng mô đẳng cấp được anh em biker trên xe Tatra rất thích, đặc biệt là SX. Ta thấy ngoại hình của nó cũng rất hầm hổ, thể thao. Nó được săn lùng rất nhiều nên giá thành cũng đẩy cao bất ngưỡng. Nhưng âm thanh đặc biệt nó rất là tuyệt vời, ấm và quy lực. Điện bộ cũng được tạo hình bằng hai cái chú ốc roti. Winner 1/10 kiển nhẹ nhàng dạo quanh cái hồ Xuân Hương. Winner 1/10 là cái dòng xe tồn tại mới ra mắt thị trường Việt Nam hơn 1 năm. Dù thời gian tồn tại có thể thua vào các hộ khác như là Exeter 1/10, Rainer 1/10, nhưng Winner 1/10 vẫn sở cho mình bốc chán hầm hổ cùng với một cúc 150cc mạnh mẽ. Được cái sự hưởng ứng mạnh mẽ từ cộng đồng chơi xe mà những bản đồ kiển dần dần ra đời theo một cách từ mỗi người đến hầm hổ. Tương tự như vậy thì cái chiếc Winner 1/10 đồ kiển ở đây lên một số món đồ chơi kiển cũng cực kỳ tinh tế. Khoác cho mình bộ áo nguyên thủy với hai gam màu trắng xanh đầy trẻ trung, y được gọt lại hai tầng cực kỳ đẹp. Phần đầu nó bọc ốp não Winner cùng với kính Elite, đèn chở sáng L4 được gắn ở cái chân kính phải. Mặt nạ nó bọc với led mắt cú và ánh mắt cực ngầu. Ngoài ra led chở sáng L4 cũng gắn thêm ở cái phần nạ. Lốc máy được gắn carbon chống chạy. Tất cả những món đồ chơi màu đồng rất là nổi bật như là mang cá CC, các chân Baker, các tè Racer Boy, địa tải CC T651 cùng với sợi sên. Phần đuôi thì gọn gàng hơn để lộ bộ mông sao chiếc ốp gầm biển số CC. Chị con cũng được trang bị để đón cái mùa mưa sắp tới. Cản CC màu vàng tạo ra sự cứng cáp cho phần đuôi. Cảm ơn các bạn theo dõi clip này, để tiếp nhớ like, share, subscribe.